Dịp này, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh. Qua nghe lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao những kết quả nổi bật mà cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 5 đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc quán triệt chủ trương đường lối của đảng, chỉ đạo của chính phủ, quân ủy trung ương, bộ quốc phòng, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị, chăm lo xây dựng và không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện. Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp cấp ủy chính quyền các cấp nắm chắc địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ, đồng thời quan tâm chăm lo đảm bảo tốt hoạt động vui xuân đón Tết của bộ đội. Nhân dịp xuân Quý Mão, thượng tướng Trần Quang Phương thân ái gửi đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Quân khu 5 lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.